Xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Anime Adventure. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tầm khoảng 10k gem mỗi ngày nha các bạn. Thì mình đã áp dụng cách này nhờ bạn có thể thấy trên màn hình ở đây ha. Thì bạn này đã chỉ được cái mẹo này cho mình. Thì ok, thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn lại cái mẹo này cho các bạn ha. Thì nhờ cái mẹo này mà mình kiếm được tầm khoảng 400 gem mỗi giờ và có thể là 9600 gem mỗi ngày nha các bạn. Nhưng mà mình làm tròn lên gần 10.000 gem đi ha. Rồi thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái hướng dẫn các bạn luôn. Thì đầu tiên á là các bạn cần phải đi Infinity với mình ha. Không biết thằng này có đủ Infinity gì nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu start thôi. Ok thì sau khi mình vào Infinity rồi thì để mình tắt nhạc ấy các bạn, nó ồn quá. Mình sẽ bắt đầu đi hướng dẫn các bạn ha. Thì các bạn á chỉ vô đây, các bạn chỉ cần gọi là đặt giúp mình cái nhân vật nào đó bất kỳ mà thủ ngon một tí xíu ha. Nhưng mà mình khuyến khích là các bạn nào mà có sở hữu được cái nhân vật Legendary Zoro á thì bạn hãy đi ha, bởi vì nhân vật này khá là ngon. Hoặc là mấy nhân vật là đam to cũng được. Thì các bạn thủ cho mình đến khi nào mà tầm khoảng quay 30 á các bạn. Quay 29 á, quay 29 hoặc là 28 cũng được, nhưng mà 28 thì hơi nguy hiểm một tí xíu thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ thủ đến cái quay đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thủ đến cái quay 29. Và sau đó mình sẽ chỉ các bạn tiếp ha. Ok các bạn, thì bây giờ đã gần đến quay 29 rồi, bắt đầu mình sẽ sell những cái nhân vật của mình ha các bạn. Thì ok, bây giờ mình sẽ sell hết tất cả nhân vật của mình. Với lại là mình sẽ để cho mấy con quái vô nhà luôn. Thì nếu mà gặp mấy con quái nhanh này thì các bạn hơi gọi là cẩn thận một tí xíu ha, chứ không quánh lọt vào nhà là chết luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là vậy là sẽ kịp ha các bạn. Khi mà đến vô nhà nó là vừa quay 30 luôn, thì nó là ok, vừa ổn là các bạn. Đấy, thì các bạn đi cái trận này tầm khoảng 15 phút thôi, mình nghĩ vậy. Thì từ từ để mình đã xong cái trận luôn đi rồi xem mình sẽ xem nó sẽ bao nhiêu phút đó các bạn. Thì tại sao lại quay 30 á, thì khi mà các bạn đến quay 30 á thì các bạn sẽ tầm được nhận khoảng tầm khoảng 100 gem. Thì nếu các bạn được 100 gem như vậy á, với lại các bạn xong trận với lại 15 phút á thì nó sẽ rất là nhiều gem các bạn. Thì các bạn cũng thử cộng lại đúng không? Lát hồi để mình đi mình nhân ha, bây giờ mình sẽ đợi con quái nó vô nhà nha các bạn. Đợi tí xíu con quái vô nhà. Ok, con quái nó vô nhà rồi ha các bạn. Thì mình đã đi vô quay này trong vòng, từ từ để mình xem thử. Trong vòng 17 phút, trời ơi, sao 17 phút kỳ ta. Chắc là do mình đi hơi trễ tí xíu rồi. Nhưng mà mình cứ làm tròn là 15 phút đi ha các bạn. Thì 15 phút các bạn sẽ được 100 gem, mình sẽ làm tròn 100 gem luôn, thay vì 105. Thì khi mà được 1 tiếng á, thì các bạn sẽ được tầm khoảng nhân 4 lên là 15 nhân là 100 nhân 4 là 400 gem. Thì 1 tiếng các bạn sẽ được 400 gem. Và tương tự á, với lại 1 ngày á, các bạn sẽ được tầm khoảng 9600 gem nữa các bạn. 9600 gem thì tương đương với lại gần 10.000 gem rồi. Chưa kể các bạn cũng vẫn có thể nhận được những cái daily quest kia nữa, với lại những cái daily reward của cái Infinity ha.
cho nên như vậy nó cũng sẽ extra lời hơn nha các bạn. Cho nên việc mà các bạn đi như vậy cứ đi liên tục kiểu như là đến quay 29 không sell hết nhân vật để vô nhà không, các bạn đi vô lại đi lại như vậy cho bạn rất là nhiều gem ha, và đó là cách mà mình gọi là kiếm gem, kiếm được con mythical này ha các bạn. Thì ok, nếu các bạn thấy video của mình có ích thì các bạn hãy cho mình một like ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye anh em nha.